Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta đang đến với một cái cuộc đua heroic. Đây, một con dragon rất là đẹp và VIP. Một cái thân hình gọi là cơ bắp cuồn cuộn. Và con này hình như không có cái chân các bạn à. Nó chỉ có cái tai thôi. À, và để nhận được em nó là chúng ta cần phải vượt qua những cái thử thách khó khăn 15 lap mới có thể nhận được em ấy. Wow, và HNT hôm nay xin được phép làm 11 cái con dragon mà được sự kết hợp của hai con rồng rất là đẹp và tuyệt vời ông mặt trời luôn. Con đó nó tên là cái gì ta? Con rồng đó nhìn lên level mấy, luôn mất tiêu cái tên này ta. Nó đâu rồi ta? Đây, Coco các bạn à. Ô la la, rất là đẹp luôn mà em này nó biết bay nữa. Action, cuộc đại chiến xin được phép bắt đầu. Đây, hôm nay anh sẽ làm về cái con Coco này. Wow, Silly đang phun lửa. Ô, chú ấy còn được hồi máu nữa kìa. Ôi dồi ôi. Victory. Quá tuyệt vời. Còn khoảng 15-14 phút nữa chúng ta sẽ đập luôn cái con dơi đó. Mà bây giờ đi, các bạn còn phải đi thu hoạch cái búp nè. À, cái búp để kiếm điểm. Thu hoạch thức ăn để kiếm cái búp. Rồi, mua tiếp. Hiện tại đó là hai tay đang nằm ở lớp 2, mission 3. Cố gắng vượt qua cái này mới được. Lớp 3 chúng ta sẽ nhận được một cái em rồng khá là xinh và đẹp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chiến đấu ở cái khu vực mà người ta gọi là Legion. Này, ở trong đây hai anh ta xin được phép mang cái con Dragon. Đó chính là cái em Super Sonic. Một cái con mà HNT đã lai hai con rồng lại với nhau để tạo ra chú ấy. Và HNT đã lai thêm được một con nữa rồi. Tương lai thì chúng ta sẽ có cái con này một sao vàng là cái chắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dắt em ấy đi chiến đấu nha. À, và chúng ta cho nó đổi tên đi ha. Con này có nguyên một cái màu vàng huyền thoại luôn. Như đất không hềm hận, như trụ đá kiên trì. Như hồ trong thanh tịnh. Như bậc thánh bay cao. Này, chúng ta sẽ đặt cho cái con này đó là Thánh Rồng. Wow, nó ngầu cho vui. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mang cái em này chiến đấu cho các bạn xem. Wow, như bạn đang trông thấy thì có một cái em gọi là Kinh Công, Vua Kinh Công. Dứt điểm thành công lúc không thành công rồi. Con này nó, ôi trời ơi, sao mà chú ấy tới 4 ngôi sao luôn á. 4 ngôi sao các bạn à. Mà ba mấy ngàn chắc chắn là Thánh Rồng vàng này không cầm cự nổi đâu. Chắc anh sẽ đổi là Kinh Công. Đúng rồi. Với ngưỡng sát thương cực kỳ ghê gớm của Kinh Công đó thì chúng ta có thể mày nó thật. Chạy chạy 36 kế là chạy lên thượng sách luôn. 3 sao vàng. Và level và máu của con này nó mạnh hơn cả con Heroic luôn á. Như các bạn đang trông thấy đó thì thiệt tình là cái con này nó heo. Thuộc dạng là heo heo mọc hay heo nọc đây. Wow, Ori Lee. Quá thật. Trời ơi, nó quýt nhặt cái con ruby của anh rồi. Lượng máu nó lên tới 111 các bạn à. Trời ơi, 3-4 sao, 3 sao, 5 sao, 3-4-5. Ôi, không giận được. Ôi, nó quýt thành 7 luôn rồi. Không vượt qua được các bạn à. Phải nói con này rất là mạnh. Và chắc có lẽ là HNT sẽ thay đổi một chút xíu. Trận này chắc phải mang cả 3 con cấp H ra mới có thể chiến đấu lại tên bạn. Cái con kia thì chắc anh nghĩ là sẽ nhờ tới thần mộc đi. Rồi, action. Trận này mà không vượt qua được đó là coi như sát cái mà định luôn. Rồi, giữ gìn bình tĩnh nào. Đầu tiên hoàng tử băng tung chiêu. Dứt điểm thành công. 50.000 máu. Oh my god, con này nó vẫn được đam với anh. Và cái lượng đam của nó rất là ghê gớm luôn á các bạn. Các bạn thấy
thấy được một cái sự gọi là ghê gớm của cái con rồng 4 sao này chưa? Ồ, 30.000. Trời ơi, mừng quá. Ồ, để HKT tính toán xem chúng ta phải kiếm cái đường nào mà lợi thế nhất dành cho team mình. Hiện tại team bạn còn 2 con nhưng mà chúng ta còn 3. Đây, kết quả khá là thú vị khi thần mộc Citin được đam. Trận chiến này diễn ra trong phần kịch tính và gây cấn. Gắt quá các bạn à, 30.000. Ui, thần mộc Citin cố lên. Tôi đã dùng hết sức của mình. Ui, bây giờ tôi là 3 con. Rồi bây giờ chỉ còn 2 em thôi, 2 em Heric đấu với 1 em Ori. Ngưỡng sát thương thật khủng nào. 46.000. Cảm ơn một thành viên vừa đăng ký kênh HNT Channel nha. Và anh em nào mà chưa subscribe thì hãy bấm subscribe kênh HNT Channel và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà HNT ra video hay livestream các bạn sẽ được nhận thông báo vào chơi với anh cho vui nha. Wow, đừng quên like và chia sẻ video qua phiếu ủng hộ anh với. Còn bây giờ thì Hoàng tử Băng sẽ tung chiêu vào chúng ta. Không qua được các bạn ạ. Không qua được cái con đó. Thôi, chắc em thay đổi đi. Ồ, cái con gọi là bánh gạo sumo nó 5 sao rồi mà nó quánh mà anh không có đường để đi luôn á. Giống như là chúng ta đang bị kẹt ở một cái thử thách rất là ghê gớm. Không hạ được nó là sẽ không có qua được. Rồi bây giờ chúng ta đổi quýnh với một cái thành viên khác đi. Cái thành viên nó ghê gớm quá mà. Heroic level 40 mà đập không thấm mà. Wow, ui snap. Được rồi, cái em này thì anh sẽ quýnh một cách nhẹ nhàng thôi là chúng ta qua rồi. Thánh rồng vàng. Anh rất là khoái màu vàng. Wow, 39.000 là lượng sát thương đến từ rồng. Ô la la, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi với các em siêu sâu mập. Ô, cảm ơn một thành viên vừa đăng ký kênh nha. Wow, và bây giờ chúng ta cùng nhau chơi với em khủng long nào. Ồ, gọi là chơi một hồi là chúng ta ngang cơ với tên bạn luôn. Các bạn còn một con, chúng ta vẫn còn một con. 49.000 máu vừa ra đi. Ồ. Rồi sau một hồi là đại chiến thì cuối cùng là cái tay của mình còn như đây. Thu hoạch thức ăn nè. Đây chứ chúng ta tranh thủ hốt nó được hai cái búp luôn á. Quá là tuyệt vời. À, còn thiếu một cái búp nữa hả ta? 8 phút nữa rồi đi quần tiếp. Giờ chúng ta nhảy ra cái khu vực khác đi quần. Kiếm cái khu vực nào đó. À, arena bật cái khiên lên chứ ha. Đây. Khi mà có khiên rồi thì chúng ta rất là tự tin trong cái khả năng gọi là chiến đấu của mình. Oh, nhận được vàng khi mà quậy ở cái khu vực quét này. Na na na. Này là Super Sonic, anh sẽ cho nó tỏa sáng. Đây. Cho nó tỏa sáng luôn. Wow, và level 15 có đấu lại level 15 không? Chúng ta làm hai anh ta đang có cái khiên cho nên cái lượng đam của anh nó sẽ cao nhỉnh hơn tem bạn. Ồ, con bướm đúng đẹp. Bướm mà có hai cái sừng là của con trâu. Ôi rồi ôi, móng vuốt thì của con chim. Wow, chắc chắn là thánh rồng của chúng ta phải lên đường rồi. Con này mạnh quá mà. Lượng máu của chúng ta khi có cái khiên thì nó lên tới 86. À, tính ra nếu mình mặc cái khiên mà mình vô mình solo trong cái cửa kia biết đâu mình lại ăn nha. Rồi, đau thảm. Mấy tiếng nữa mới đấu được trong đó. Không sao, bây giờ thì mình vào khu vực arena để mình ghẹo chọc. Ê, không biết là cái khu vực này HNT cầm cự được bao lâu đây. Con rồng mà lão già của anh là mạnh nhất tem luôn. Nguyên cái tem có ông già là chùm mà. Ô la la, ở đây chúng ta đang có 3 con đẳng cấp legend nhưng mà không thấy tem bạn có sao nên mình quyết định là quất luôn.
hơn khi quả bên khác được đam. Chúng ta cùng nhau xem nó đam lên được bao nhiêu đây. 62.000 cả nhà à. Wow, hoàng tử lửa. Trời ơi, hoàng tử lửa này dường như nó bị anh ăn hiếp luôn rồi. 57. Một mình con rồng đá cân 3. Ồ, 41. Ồ, 59 luôn á. 49. Chắc có lẽ là anh sẽ cho một cái con ra giảm máu nó trước một cái, rồi sau đó chúng ta mới bắt xê nó sau. Theo anh nghĩ là con này nó quýnh mình cái chắc đau đấy. Đổi đi. Đây, 50 mấy. Anh nghĩ là nó sẽ không đam lên nổi 50 mấy k đâu. Nó mạnh cỡ nào mạnh chứ. Nó 21.000 lực cùng. Rồi tiếp theo là sẽ cho con rồng quả banh này ra. Bát xê nhẹ 37, thấy chưa? Nếu như mà mình cho con này ra trước là chúng ta thua mất con rồng, gọi là mất con rồng đá banh rồi. Rồi với đội hình tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp cái gì nè. Oh, mở được cái rương rồi nè. Có may mắn không? Thôi được 8 mảnh. Không may mắn lắm. Gặp một anh bạn người nước ngoài. Và cái anh này anh nghĩ là chúng ta có thể chiến được. Khi mà mình mạnh á, mình hổ báo mình có thể lựa những thành viên ghê gớm. Còn khi mà chúng ta không phải là hổ báo thì chúng ta chỉ quýnh với những anh bạn gọi là bình thường thôi. Còn mấy thằng dữ dữ là mình né hết. Roulette đồng tím. Ê, với cái bé Ruby này. Con này máu rất là, cái máu nó rất là nhiều. Nhưng mà cái đam nó yếu xìu luôn á. 23, giật được 3 phát, chúng ta được 23. Và nếu như mà quýnh thường thì được bao nhiêu nha? Thử xem. 30.000. Ôi ôi, được cộng thêm 60%, đúng là ghê gớm hơn bình thường. Giờ con nào ra để cho nó bắt thê đây? Không được, con này ra là bị dập chắc chết. Còn lão già đó thì chắc không chết đâu, bị thương sơ sơ thôi. Anh nghĩ vậy. Quấn ba con lúc luôn rồi. Chơi lầy vậy luôn á. Nó dám chơi lầy vậy với anh luôn. Được cái là con rồng đá này là anh rất là kết nó. Vì anh đã tốn 60 viên game để mua được cái skin, cái trang phục đẹp cho nó. Một 2 sao level 35. Con này khá là gắt nè. Thôi nhịn nó đi. Mấy con này nó quýnh đam ghê lắm. 3 sao vàng luôn, thôi nhịn con rồng đá. Đó, chơi. Tại vì cái con rồng đá, hai con rồng đá sẽ được đam với nhau. Mà trong khi tên bạn 3 sao vàng, nó dập một cái chắc chúng ta chưa có con đường chầu Diêm Dương rồi. 36k, cộng đến 60%, cái chiêu này chắc là được 61 luôn. Ôi dồi ôi. Ghê gớm. Ôi gom ghế gõ tiếp luôn. Mày hả bưởi. Lão già chắc có thể quýnh còn 2 cái mới ăn được con già 1 sao này. Ủa 1 cái luôn hả? Ô, anh không nghĩ là cái con rồng đá nó bá đạo đến vậy. Wow, bây giờ chúng ta cùng nhận xem nào. Đội hình này có thể ăn được nữa nè. Có thể ăn được. Đánh trong cái khu vực arena bây giờ đối với anh đó là ăn được là mừng rồi, chứ không có gọi là lựa những cái con mà ghê gớm được. Lúc hoài nó cứ chữ A trừ hoài, đang ráng cho nó lên chữ A. Chữ A rồi mới lên chữ A cộng được. Kitson, chiến binh. Ui, chiến binh, khi mà anh được đam với chiến binh thì 61.000 là một cái lượng đam quá bình thường. Anh nghĩ là chắc có lẽ là phải nhờ tới ông già để giảm cái máu con thép này lại, con điện chứ. Dragon điện này nó phóng ghê gớm lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả banh lăn tròn. Nếu như mà mình không có giác con kia ra là con này mình quánh nó một cái không tắt được. 40, 34 và 40. Xem xét tình hình mình nghĩ là đánh không lại, bỏ. Nhạn rồng, con này là nhạn các bạn.
Rồi ăn xanh chơi luôn. Nói chung là hai tay rất là khoái con nhạn này luôn á. Chỉ là không được sở hữu nó thôi chứ nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ thì để gẹo cái con 54.000 máu luôn á. 21.000. Trời ơi, đúng một cái 22 luôn. Trời ơi, con này hình như nó được đam với tình yêu nhỏ bé luôn á, theo sự tính toán của anh. Hay rồi. Rồi, bây giờ sẽ cho anh đá ra gọi là cân tem. Không phải nói đồng đá là máu là 63.000 rồi nè. Nhạc rồng lao ra. Khi mà anh được cộng thêm 60% đó thì chịu thêm một đòn nữa không sao. À, và tới bây giờ chiến binh trâu rồi. Hai cái sừng bự to chạp phá luôn. Rồi 61.000 đào kết thúc đẹp cái nào. Thả tim. Thả tim và anh em nào xem video đừng quên cho HT một subscribe với nha. À, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm subscribe liền và ngay lập tức luôn. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông cho bên nút đăng ký lên để HNT ra video thì các bạn sẽ được thông báo và chơi bên cho vui. Đừng quên like và share video của anh với nha. Ô, bé ra con điện 4 chiêu à. À, khi mà anh được đam rồi đó thì vui chứ. Có một cái 23 máu luôn á. Khốn đấy. Wow. Giờ thì cho con hồng đá ra là vừa rồi. Thôi quánh phải canh dữ lắm luôn ấy. Không có canh là bị nó quánh mình bấy luôn. Ơi gắt. 30 hả? Mình quýnh cái thì mình sợ cái con này nó chết. Con này nó chết thì cái con rồng đá của mình nó không có được hưởng mạng. Cho nó ăn cái mạng đi cho nó. Ồ, giật. Thôi mà nếu như mà lỡ xui mà nó giật điểm quá thấp thì thôi luôn. Rồi, cho con rồng đá ăn cho nó lên mau lên chữ A. Rồi, nhận hàng. Tiếp tục cái công việc gọi là đua heroic của mình nào. Cố gắng giành lấy em này sớm nhất để review cho các bạn xem. Mà lấy rồng đá ra đập luôn đi. Đó. Chơi cho nó máu. Thì chiêu đam giật 5 lần. Mà giật được có 2 cái rồi man. Tưởng đâu nó đam lên được 5 cái chứ ai ngờ đâu nó giật 2 cái nó mệt nó nghỉ rồi. Wow. Ôi ôi. Những thành viên chạy ghê vậy. Ô anh vẫn trùm. Lắp 2 nắm trùm khu luôn. Ghê chưa? Rồi, nhận được một cái ở lên cấp 3 là một con, cấp 4 là 15 viên game. Nỗ lực hết sức xem nào. Rồi và các bạn xem video đừng quên cho anh một like ủng hộ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.